kênh HI810B ha. À, đây, mình đây. Kìa chưa, nó có nhiều cái tính năng hay nè ha. Đây, tính năng nhiều tính năng hay cho mình để khi mà mình thuyết trình rồi nó có nhiều chức năng hay. Đó ha. Từ à. Ok chưa? Nghe. Đây bên này là phần chỉnh âm thanh nè ha, mod nè. Mod cho mình vào đó. Chọn line, line thì mình dùng để kết nối với tivi đó ha. Này chức năng FM, này chức năng Bluetooth ha. Đây. Thì đối với cái mẫu mạch này là mẫu mạch hai kênh, sử dụng hai xe HI810B đây, hai xe đây. Thì nó ngõ ra của nó là hai kênh riêng biệt. Thì cho phép mình lắp loa 2,5 tấc ha. À, công suất của con HI là 60W thì cho phép mình lắp loa 50W 4 ohm là ok rồi ha. Đây, hai xe nó ra hai kênh. Thì đây mình sẽ thử nhanh cho các anh em thôi ha. Chạy loa bass 3 tấc luôn. À, thử là thử trên loa bass 3 tấc luôn các anh em xem. À, thì đây mình dùng cục adapter mình test nhanh thôi ha. À, thì thật ra nó là cắm điện 220 đã xài hoặc là sử dụng bình ắc quy. À, đây mình test nhanh cho các anh em. À, đối với đây là có ngõ vào micro không dây này ha, nó có thể mình lắp micro 8V hoặc là 5V đều được hết. Thì đối với mẫu mạch này âm thanh chất lượng rất là tuyệt vời. Đây mình sẽ cái micro cho các anh em. Đây dạng lập trình ha, DSP dạng lập trình. Có chấm hú đầy đủ hết. Ok chưa? Ok, rất sợ. Thì cái tiếng echo của nó rất là mịn, rất là mượt ha. Đó. Đây, dạng lập trình ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đây mình test nhân cho các anh em thôi ha. Chưa gắn chép rồi luôn á. Test trên loa 3 tấc nè. Okay. Thử âm thanh cho các anh em. Cơ chiến cơ. Okay, thì đối với mẫu mạch này mình cho phép mình sử dụng đèn led nháy theo nhạc ha. Đây, có công tắc led nè. Okay, chưa lắp phần led ở đây đây. Đây 12V đây. Lắp vô đây. Led này ha. Đây nè, led này. Chân render này. Cao. Okay. 2IC. HI810B. Đấy. Này dạng lập trình ha. Đây một số anh em muốn kết nối với tivi á thì cắm vô cổng LX này và chuyển mod ha. Một số anh em không chuyển mod thì sẽ không kết nối tivi được ha. Dắt nguồn 220 này thì cho phép mình sử dụng điện 220 là bình ha, bình ắc quy mình lắp vô đây. Giờ khi mình sử dụng bình thì mình cắm điện 220 đó sạc. Thì đây mình thử nhanh nè. Còn đây nhiều anh em hỏi DC 12V 2A đó làm gì. Thì đây là nó tương đương với cái nguồn xung. Nếu cái nguồn xung này mà nó bị hư, sau này mà anh em sử dụng hư thì mình có thể thay thế bằng một cục adapter rồi. Đó. Rất là tiện lợi ha. Đó, đây là mẫu mạch hai kênh riêng biệt
HI810B 60W cộng 60W sử dụng trên loa 2,5 tấc đôi ha. Đây, mỗi kênh như vậy là mình lắp được một cái loa bass, một cái loa chép ha. Đây mình thử nhanh cho các anh em, mình lắp một cái loa bass ha, mình thử lại cho các anh em ha. Ok chưa? Rồi mình kết thúc bây giờ đây ha.